Nếu bạn nào cần mua lít ngọc rồng, mua vàng hoặc là làm bất cứ dịch vụ như là săn đệ, tìm đồ các thứ thì nhớ ngay đến shop vimin.com của mình nhá. Đó, anh em là không nhớ đến shop của mình thì thật là đáng tiếc anh em ạ. Hiện tại thì shop của mình thì nói chung là đó, cập nhật lít bông tai rất là nhiều luôn anh em ạ. Đó, có đệ các kiểu, đệ thì skill 2 chỉ có giá 250k thôi. Đó, cực kỳ là rẻ luôn. Đó, lít siêu phẩm thì cũng rất là rẻ. Vàng thì hiện tại đang x3k5 anh em nhá, là tẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nhá. 10k anh em nhận 10k nó. Một khu thì có 2 bot giao dịch nhá, 24/24. Đó, không bao giờ có chuyện mà người khác mua mà anh em lại phải chờ anh em nhá. Dịch vụ làm đệ thì cực kỳ là nhanh, úp sức mạnh cũng vậy. Đó, kho đồ giá rẻ nhá. Và anh em nào mà cần bán nạc thì có thể liên hệ qua Zalo giúp mình nhá, 0364402943 nhá. Mình nhập hết. Đấy, lại anh em nào mà hiện tại mình đang cần tuyển cộng tác viên bán nạc nhá. Bạn nào có nguồn nạc mà không biết chọn shop nào để làm cộng tác viên thì có thể liên hệ shop mình nhá. Đó, mình đang tuyển một số anh em đấy. Hey nhô, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ mở skill 4 cho nick Vimin nhá. Đó, skill 4 đệ tử đấy. Thì mình gọi là lâu lắm rồi, phải gọi là rất là lâu rồi mình không có động đến con đệ tử của nick Vimin. Thì mình mới nghĩ lại là tại sao cái nick Vimin của mình chơi bên xe 1, tại sao mình lại không cày đệ tử mà trong khi thời gian rảnh mình khá là nhiều, tại sao? Thì mình mới ngẫm lại như vậy. Và mình đã quyết định là mình sẽ úp con đệ tử này và úp nick Vimin lên 40 tỷ anh em nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ quay clip, nói chung là những cái nick nào mà mình đã từng làm series rồi mình sẽ quay lại cho anh em xem nhé. Đó, mình sẽ quay những cái gọi là những cái mới, cái hay, mới lạ, các thứ thì quay cho anh em xem nhé. Ok, và trong clip hôm nay chúng ta sẽ, chủ đề chính sẽ mở skill 4 ở đệ tử cho nick Vimin nhá. Hiện tại thì con đệ đây, em có thể nhìn thấy đây, các thứ đều như hình em nhá. Đó, 19 tỷ 9 rồi, 20 tỷ thì chúng ta sẽ mở được skill 4 đệ này. Đó, thì cái đệ của nick Vimin thì giáp hiện tại thì mình thấy là nó khá là yếu. À không, giáp thì nó lên khá là nhiều anh em ạ, khá là thốn luôn. Ok, mình sẽ gọi là xóa bớt mấy cái bạn bè của nick Vimin này đi anh em nhé. Sau đó mình kết bạn với một nick xíu nữa thì mình sẽ phải cần dùng đến cái dịch chuyển tức thời mà. Đó, tại vì xem nào, trong dương mình bây giờ dương, à không, không, chắc không cần đâu. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là cứ kết bạn với bạn này đi. Ok, nhìn đâu, ok. Và bây giờ mình sẽ qua một khu nào đó anh em nhé. Mình sẽ mở luôn ở bên C6 nhá. Đúng cái map mà mình úp luôn anh em nhé. Đó, thì mình úp bằng bùa anh em ạ. Úp bằng bùa thì mình úp mới chỉ trong 2 ngày thôi mà con đệ đã lên được 20 tỷ rồi. Từ 18 không, ừ, từ 19 tỷ chứ. À không, từ 17 tỷ đúng rồi. À, đây không phải bản hack em nhé, cứ tưởng bản hack. Ok, đây con đệ thì xíu nữa khoảng là 19 tỷ 960. Thì mình sẽ gọi là mới cờ đồ anh em nhé. Bây giờ cứ để cho anh đệ nó úp một xíu. À đúng rồi, anh em nào cần bán nạc thì có thể liên hệ qua Zalo giúp mình nhé, 0364402943 nhé. Hiện tại mình đang cần nhập lick khá là nhiều đấy. Đó, anh em nào cần bán thì có thể liên hệ. Hoặc là anh em nào mua vàng các thứ có thể lên shopvimin.com để ủng hộ mình nhé. Đó, shop thì xịn xò lắm, anh em cứ lên tham khảo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đợi cho con đệ của mình là 19 tỷ 999 nhá. Sau đó mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Là sau khoảng là 2 phút thì mình đã úp con đệ lên 19 tỷ 900, còn 700k nữa thôi là con đệ bắt đầu là mở skill 4 rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cởi hết cái quần áo của con đệ ra nhá. Đó, các trang bị thì mình đều cởi hết ra. Ok, rồi, vừa đẹp luôn anh em ạ. Vừa đẹp luôn. Ok, đây chỉ số con đệ của mình đây anh em nhá. Đây mình chụp lấy một cái ảnh này. Ok, đó sức đánh thì 20 tỷ sức đánh tầm 15k này, không biết là hợp lý không anh em. HP các thứ này kỳ lên khá là ít, giáp thì 1000 anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho con đệ tách hợp thể con đệ ra để cho nó úp với cái chỉ số khốc anh em nhá. Ok, rồi bao nhiêu rồi? Ok, 958 anh em ạ. Hết một con này nữa là nó lên anh em nhá. Ok, rồi, con đệ của mình nó đã mở skill ra rồi em nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là về nhà đây. Mình sẽ về nhà đây. Ok, sẽ về nhà xong rồi qua làng check luôn cho em nó xem là sẽ skill 4 con đệ sẽ ra cái gì nhá. Đó.
rất là hồi hộp luôn ý. Đó, tại vì là skill 1, 2, 3 thì nói chung là cái skill 2, 3 thì nó quan trọng nhất, mình cảm thấy là quan trọng nhất. Skill 4 thì nó chỉ là hỗ trợ cho hai skill đấy còn lại thôi. Đó, nhưng mà nói chung là cứ được skill ngon là hấp dẫn rồi. Ok, mong là được cái con khỉ nhở. Được con khỉ chất luôn anh em ạ, sướng lắm. Nếu được khỉ sướng lắm. Đó. Ok, khỉ mà bắn cà mê nữa thì chịu luôn anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ qua khu 14 anh em nhé. Mình sẽ mở khu 14. Và bây giờ mình sẽ tách hợp thể ra. Ok. Rồi, không biết là con đệ của mình nó sẽ ra skill gì đây. Skill 4 là gì đây? Liệu có đẻ trứng không? Chắc nó sẽ không ấy rồi, mình sẽ phải lặn thôi anh em ơi. Ok. Chim rồi anh em ơi. Ok, đẻ trứng anh em nhé. Rồi, con đệ của mình nó đã ra skill chính là đẻ trứng anh em ạ. Thì ở mấy cái nick khác ấy thì anh em có thể thấy là trước nó có gọi là trước mà admin mới cho cái sự kiện gọi là không phải sự kiện mà chính là cho cái skill 4 ấy thì con đệ ấy thì lúc đấy thì mình làm gì có cảm giác mà úp xong mở như này đâu đúng không? Gọi là mở phát là nó ra skill luôn ấy, lúc đấy là ấy. Còn bây giờ thì đây là cảm giác thực sự là úp lên 20 tỷ xong rồi mình mở anh em ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ đi lưng. Mình sẽ đi nâng skill cho con đệ này lên cấp 7 luôn anh em nhé. Đó. Ok, mình sẽ nâng hết. Đây, Thái Dương Hạ San cấp 7 với lại đẻ trứng 7 cho con đệ của League Viming anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là hợp thể vào đi. Mà thôi, hợp thể vào làm cái gì ta. Đây, mình sẽ đây, mặc hết đồ vào đi. Mặc hết đồ vào cho con đệ đi. Nick Viming bây giờ chỉ thiếu là một số thứ nữa. Nói chung là cũng thiếu khá là nhiều đấy. Ok. Và bây giờ mình sẽ gọi là đây. Rồi. Ok. Oh, lag rồi. Đây đây đây. Đây, bấm vào ông Santa đúng không? Bấm vào ông Santa này. Mình sẽ mua gọi là đây, sách kỹ năng em nhá. À, cấp 3 chứ. Cấp 3 200 ngọc. Cái này là 500 ngọc em ạ. Đắt phết nhỉ. Ok. Nhưng mà thôi kệ, mua đi. Mua 6 cái anh em nhé. 6 cái thì mất 3.000 ngọc. 5. Ok, 3.000 ngọc đã ra đi rồi anh em ơi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ học hết cho lên cấp 7 luôn anh em nhé. Ok. Rồi, skill đẻ trứng đã 7 rồi. Với lại mình sẽ cho Thái Dương Hạ San lên cấp 7 luôn nha anh em. Đó. Thì trước giờ mình thì mình cũng không đầu tư mấy về League Viming. Nhưng mà dạo gần đây thì anh em ủng hộ mình khá là nhiều về League Viming. Cho nên là mình sẽ gọi là mình sẽ nâng cấp cho League Viming lên VIP VIP một xíu anh em nhé. Đó. Ok. Thái Dương Hạ San này thì thỉnh thoảng đi PK thì nó cũng được anh em ạ. Nó cũng gọi là không phế mấy đâu. Cũng sướng đấy. Đi một số thứ cũng sướng ấy. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn có thể thấy đây. Đó, một bộ skill hết 7 luôn. Thực sự là khá là xịn sò đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mặc cho con đệ cái áo nhá. Cái áo đâu? Cái áo sức mạnh tiềm năng này mình úp ấy mà. Đó, mình toàn treo ở scene 6 ấy mà. Scene 6. Còn scene... còn mấy cái map xa hơn thì toàn mấy thanh niên úp vàng thôi, mình chả treo được. Đó, bây giờ mình thử qua khâu úp nhá. Qua khâu thì chúng ta phải cần cái cảm giác fork đúng không? Thôi cứ ở bên tương lai cho lẹ anh em ạ. Úp bên tương lai nó phê hơn. Đó, ok. Anh em đợi xíu mình sẽ qua một map nào đó mình úp một xíu. Khi nào lên chim bậy thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nhá. Ok không? Ok các bạn ơi, vậy là sau một thời gian chờ đợi cái con đệ nó đẻ trứng ra. Đó, và đây là thành quả anh em nhá. Đó, úp thì nói chung là phải gọi là cực phê anh em nhá. Phê luôn. Đó, đệ bắn như đúng rồi ấy, xịn lắm. Ok, qua map này thì thực sự là để úp một con quái thì méo úp được luôn anh em ạ. Đó. Đấy, toàn những dàn nó mix xịn sò thôi. Nhưng mà đấy, anh em nhìn con đệ của mình kìa. Ui xời, xịn luôn anh em ạ. Úp nhanh vãi. Nhanh vãi luôn ý, thực sự phê vãi. Đó, mình con đệ cũng có chim nhá, đệ kame các kiểu nhá, xịn chưa. Đó.
Mình vì mình không làm anh em thất vọng đúng không? Được không? Được của nó nhá. Ok, mình sẽ úp ở trên này nha anh em nhá. Ok, anh em nhìn không? Được không? Góc này khu không này. Đứng đây thì cũng úp được đấy, cũng ok đấy. Ok, nhìn chưa? 8 triệu này, 400k này. Ui, nhanh phết. Nhanh thực sự anh em ạ. Ok, được của nó luôn. Rồi, và chắc clip mình sẽ tạm dừng ở đây anh em nhá. Em xem clip này của mình thì nếu mà thấy hay, đừng tiếc gì một like, một đăng ký kênh mình nhá. Cảm ơn em đã xem clip. Bye bye và hẹn anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.